Xin chào tất cả mọi người, mình là Wow Zoom, các bạn nhớ subscribe và các bạn nhớ bấm chuông nhiều Wow Zoom nha. Series hôm nay là ăn đêm nha. Bữa được gắt ra. Gắt ra. Sáng nay chụp barbecue mà chỉ là chili mà hay là chưa. Quán này nó nằm ngay trước trạm Huegi luôn. Quán này tên là Pakyoshin. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2022, giá nguyên liệu tăng nên giá bán 3.500. Cô chủ nướng gà sẵn trong lò nướng, sau đó nướng thêm một lần nữa cho ngon. Ơ, 언니가 계산이네. 좀 매콤할까? 그냥 치즈랑 가. 매콤하게. 네, 조금 매콤하게 해 주세요. 조금 매콤. 들어왔다고. 깜짝 놀랐어. 내가 자기 혼자 변했어. 아, 읽어 주나 봐요, 빨리. 아, 제일 네. 거기서 드시게. Nó cái này vị ngọt hơn không cay. Ở đây ngon là vì có thể là cái thịt bì gà nó ngon. Sốt thì cũng có đầy nhưng mà nó cũng không quá nổi. Nó thấm vô trong thịt gà luôn. Những người ăn ở bên kia là họ sẽ ăn tới đây là lấy kéo cắt nè. Nhưng mà người ta ăn tiếp cho nó gọn. Mà những người chuyên nghiệp như mình thì không cần cắt. Bây giờ đi đâu đó thì mình sẽ xiên giống vậy nè. Ăn vậy cũng được. Thịt gà đến từ Hàn Quốc mà sốt thì được ủ hơn 16 tiếng với những nguyên liệu tự nhiên, có vị khắc và vị cay nữa. Có bán chả cá luôn nha. Trời ơi lạnh quá, vào cho ăn món Trung Hoa đây. Thịt đâu rồi? Xào trước xong rồi mới bỏ nước sau đó. Có miếng cua. Mình đi nhà hàng Trung Hoa mà muốn biết ngon á thì mình chỉ cần kêu mì đen, mì chăm bông thử xem là biết ngay à. Không có mùi hăng. Này chắc không còn thêm ớt nữa, cay sẵn rồi. Sau khi nhậu xong là lần sau người ta hay kêu món này ăn cái nước súp nó giống mì xin không. Dù là ít thịt nhưng mà vì nó đậm, nó không có cứng lắm đâu, nhai được. Ở đây có miếng mực này, từng nắm đùi heo chứ. À, từng nắm đùi gà chứ. Có cua nên là nước nó ngọt ngọt. Còn cái này thì nó vừa làm cho cái sốt nó đậm đà hơn. Và có vỏ thì cảm giác giống như là ăn món ăn hoành tráng vậy đó. Như vậy thôi chứ người ta có ý đồ hết đó. Mà hồi xưa đa số là mình ăn mì đen thôi, còn cái này thì kiểu người lớn ăn á vì nó cay nè. Thứ hai là nó chảy mồ hôi nhiều. Cầm đũa sắp khó ăn ghê á. Mà thằng ngu lúc mà ăn với người lớn tuổi á thì kiểu hút căng xong. À, là mất lịch sự nên là chỉ làm đối diện với những bạn thân thôi nha. Uống soju, uống nước, ăn gì cũng không được kêu tiếng à, tạo cảm giác ngon mà. Các bạn nghĩ sao? Mấy bạn mà thích ăn món này mà sợ mập á thì chỉ ăn cái topping thôi, còn nước thì đừng ăn. Đã ăn như đầy đủ rồi. Ok, tắt rồi đó. Mình đừng quay mà. Đây là mì đen phiên bản Hàn Quốc, là sệt sệt đài sốt trên mì luôn. Trời ơi nhìn ngon quá. Mì đen phiên bản đầu tiên thì ít sốt hơn. Yeah, hấp dẫn quá. Ăn hành tây trước. Giao hàng ăn cũng được, nhưng mà ăn tại chỗ là ngon nhất. Ngon quá.
ăn sạch hết. Trời no quá. Rồi phát 다섯 개랑 스크림 4개 주세요. Mùa hè thì bán rau, còn mùa đông mùa lạnh như vậy á thì cô sẽ làm những cái món khác mà làm. Mấy cô bán quán ở đây á là rất là chủ động. Mình thấy rất là hay. Cảm ơn đó. Cứ tới mùa đông là người Hàn Quốc sẽ ăn những món này. Nguyên liệu có đậu đỏ và cream là kem á. Và chỗ khác thì người ta cũng có bán vị khoai lang và pizza vân vân. Nhưng mà mình thấy rất là đậu đỏ. Ôi, ấm cả người. Bên ngoài thì có chỗ bán giòn và có chỗ bán thì mềm. Ở cái này, chỗ này thì giòn rồi đó. Kem nè. Đồ đỏ. Đồ đỏ ngọt quá thì mình không thích. Mà ở đây thì ít ngọt nha. Nên đỏ quá. Nó dịu dẻo ngon quá. Ngon. Không chỉ đậu đỏ ngon thôi mà là cái bột này nó ngon sẵn rồi. Mình chỉ thích đậu đỏ hơn. Còn người quay phim là thích ăn stream hơn. Người ta nấu cái này, tại sao lại người ta không có đưa liền, là vì là đưa liền là nó không có giòn và nó sẽ nhín liền á. Chắc hồi nãy nhìn mặt mình đói bụng quá nên là cô cho sớm chứ. Nói là cô làm xong rồi cô để đó, rồi khi nào nó giòn thì mới đưa mình. Thì nó không có nhín như vậy, nhưng mà kiểu mặt mình đói bụng hay sao á, mà cô cho sớm lắm. Thế là nhín như vậy nè. Vậy ăn cũng được. Cái này thì nướng hơi trái tí nhưng mà vẫn ngon. Hẹn các bạn tuần sau. Bye bye. Nhớ sub nha. Nhớ sub là có người yêu nè.